cả mẹ yêu, thằng mặt đau hầm mà cười em yêu, má hầu đau mắt rồi lại khóc mẹ mẹ hầu. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Nha em này, có thủ giật môi. Ai có thủ giật môi? Chưa rời bàn luôn. Phút 89 rồi chưa rời bàn nữa. Gồng quá gồng luôn. Nè. Khi vũ trụ lên đèn thành xin nghĩ bịch cụ. Đêm thành phăng phăng. Thầy mẹ đưa em về nơi chú ngủ. Tắt đi. Đập tóc, đập tóc cái miêu đi lên. Đập tóc lên ạ. Hết được rồi. Kéo xuống. Chào mừng các bạn đến với channel Yubin Vlog. Hôm nay thì là một ngày cuối tuần. Thật là vui khi anh em vẫn ở một nơi gọi là yên bình, cách ly khỏi xã hội. Nói chung là sức khỏe dồi dào. Như mỗi hôm thì sẽ có nhiều thời gian hơn và để chuẩn bị cho những cái ẩm thực dân dã trong một ngày. Thì hôm nay thì anh em cũng quyết định là sẽ đi chợ và sẽ mua những cái món mình thích. Mình ăn sẽ ăn. Hiện tại thì mình đã đi chợ được và mua ít được thịt và một con cá cam. Đấy, mua được một con cá cam và về cho cái ẩm thực hôm nay. Thì mình sẽ làm như là xin quê nướng thôi các bạn. Rồi còn cá cam thì mình cũng nướng luôn. Mình sẽ làm một cái quạt ti nhỏ nhỏ để kêu gọi anh em vào phòng trọ mình cùng giải trí cho một ngày cuối tuần thật là vui và có ý nghĩa, để có động lực cố gắng qua từng ngày để chuẩn bị cho những hành trình mới để đi làm rồi mưu sinh sống hàng ngày đó các bạn. Vậy thôi, như vậy sẽ thật là nhiều ý nghĩa nha các bạn. Các bạn hãy theo dõi với mình. Yeah. Đây các bạn, đây là cái khu xóm của mình các bạn. Tuần thì tập trung đầy đủ. Rồi mọi người một miếng, rồi làm những cái vlog hài hước. Đây. Đây chúng ta sẽ đi đến gần hơn. Ngồi ở đó làm gì thế? Sinh than ngày sống riêng một mình. Nhà ở bên em sống trong trào sáng. Vui nhau gấm nhung đại trang đi về xe đón đưa. Đêm đêm đón cách tiệt thông. Em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn. Có nhớ anh chàng nhạc sĩ nghèo này chăng? Tôi ca không hay. Tôi ca không hay. Tôi đang nghe nó làm nó việc. Nhưng nàn khen nhiều và thật nhiều tại nó ngu đấy.
và thật nhiều tài năng. Làm tôi thấy xôn xao trong tâm tư. Mà quay cái gì mày? Khoái, khoái, khoái. Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Khoái. Thôi, được rồi. Đừng có công tạo kiểu gì mỏi lắm. Quay đồ khác đi. À, à. Được đó. Được chứ. Ăn chưa? Được. Ăn đi. Ăn cá trước đi. Vô. Ê, lấy mấy đồ thôi, không có lấy cho em. Đồ đấy. Con đôi ai ăn cái gì? Để em định nghĩ đây đồ. Kêu ở nó xoay. Quá nóng. Cá thơm quá. À, quá trời nước, chín rồi. Sao to quá đây, tỷ đúng không? Làm thịt là thịt chân. Quá đã. Very well. Well, well, well. Yeah. Phải, phải, phải. Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Nhung, cái đồn em bị không đúng Nhung. 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 Cá này không ăn tiếng nó tanh đó nha. Cá không ăn tiếng tanh. Thiệt á. Bị vậy lâu chưa? Nhưng lên cái mẹ khác để ăn thôi. Rồi bây giờ là tới giai đoạn anh em thưởng thức con cá đầu tiên đã chín. Còn thịt thì chưa chín. Để ăn đi. Để ăn đi. Để ăn đi. Thanh lường, thanh lường. Sao? Ta đợi thời gian thì cá đã chín. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức cá trước và thịt vẫn còn nướng các bạn. Nước xả xuống ngay nhé. Mình cho ăn cá trước đi. Không. Không sao đâu, cần ngon ngon. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ăn cá, thịt nướng gì bên cạnh luôn các bạn ơi. Là đôi cá này. Ừ. Giờ mấy anh em nó nướng trước rồi thay cá. Thanh, Thanh. Quay mặt lại nhìn cái Thanh. Nhanh. Nhanh lên. Đâu bị giống anh. Trời ơi, đẹp trai quá nên là không thèm nhìn luôn các bạn ạ. Trốn. Tiến. Tiến em. Hot boy luôn. Lấy cái tay cùng Tiến kìa. Vào đây, lấy cái cầm đi vậy. Đây. Con này là con cá cam mà thấy màu nâu không rồi nha. Mình lại đã nhìn nó đẹp không? Ăn thịt xin que nè. Xin que nè. Xin que là gì ta? Này vậy đây, ảnh đi lạp đem đô lên. Đây các bạn. Quay gần gần đây nè. Xin que là quay gần gần. Đây các bạn, xin que thời gian mình cái khúc lóc của mình đó. À cái nụ cười này của mình, của người ta. Mình cứ nói đi. Kì vậy? Anh đi, anh đi. Chào tất cả. Ngon lắm bạn. Cái này mới là của mình các bạn. Cái này của người ta. Con lắm rồi là. Cái này là của mình nữa bạn. Ngon lắm. Vô thôi. Quất. À. Anh nè. Để ăn nè. Đi chị ơi. Không nói gì đó. Bây giờ mình ăn nhớ. Caramel đâu ăn đâu. Thích rồi. Caramel cứ được ăn không luôn. Anh đi. Dùng từ thẳng này lướt mà trả lướt mấy tụi đấy mày. Mình còn muốn được kiếm tiền chơi được. Ăn cái gì? Đúng rồi. Ăn cái này của người ta đi, cái này là công trời. Nào ăn rồi á. Ê dâu dâu lại. Đây các bạn,
đây là những cái khúc mà để mình nướng đó các bạn. Đây là một mâm này bạn. Bên đây thì anh em đang ăn. Đây. Đây là mình đã chuẩn bị sẵn nha bạn. Đó. Ở đây là mình nó nữa. Cái hồ nào nó ăn hết nửa cần nữa thì mình lỡ mình làm luôn. Mình tính ra. Ngon lắm bạn. Bụng mình á nó lừa mình nhiều. Cứ chiều mình cứ ăn ngay ba bốn người. Cùng nhau đi mua đồ ăn nhiều. Làm bát bát tiên nhỏ nhỏ. Xíu là ngon. Hay hay. Con mắt mình nhìn. Thì ta ăn được nhé. Đâu ai cho mình đũa đâu. Đấy. Bây giờ tự nhiên con rắn là bò đây bắt làm thịt luôn ngon. Ăn rắn nó khóc luôn, khóc chết luôn á. Đâu thấy gì đâu, thấy cái lưng nè. Miếng nó cũng không ngon để coi được miếng khác coi miếng nào ngon. Ngon hả? Miếng này ngon. Nhìn chưa? Đi con cái cô đó chị ấy. Đi con cái cẳng cô đó. Rồi muốn cái gì liệu. Bây giờ đeo á, đây coi. Quái nó bị cắn. Vì con gì? Con có con nằm ở ngay đây luôn nè. Cái con nào cắn á? Con gì? Con gà mổ, con gà mổ. Con đó nó khùng lắm nha. Cái con cổ thôi. Cá con
Chị tin này chắc cũng không ngon đâu. Ừ. Tin này ok, uống bia ha. Vô. Vô. Cạn nha. Cạn luôn. 50 thì nó không ngọt xíu nào luôn á. Rót ly khác coi. Thế như thế nào còn tổng thường á. Tổng thường á. À có lon gì tin đâu? Có lon gì tin đâu? Trong to và sức to chứ. Ví dụ như coi có lon gì tin coi có tin không? Cái sữa này đừng có bính nha. Thì đấy mới bỏ ra kìa. Tấm cắm. Cho ai chạy xe nấu cháo tối ăn nha. Cắt cà đá nha. Cá này xưa đây đi. Đi cuốn này đốt luôn. Đâu cần nữa đâu. Không phải người ngoài hành tinh mới có điện bay đâu, nhưng cái dép bay mà chém bay liền nó cũng bay được. Dữ vậy Hoàng. Cái đó bỏ mà. Từ nãy giờ xương em còn ăn được mà cái này ăn thôi. Nè, bởi mãi mua ốc kêu nụ. Dũng sư giật môi nè. Đây nè. Đây Dũng sư giật môi. Mình hỏi con mình là con gì ăn xương vậy? Đây, đây là hai gương mặt tệ Dũng sư giật môi. Ba ăn xương giống y con chó. Thì gai đi đi. Bắt đầu thằng con mình nó mới có 4 tuổi rồi mà ổng kế bên nhà, ổng qua ổng chơi cái bóc bé bóc bé. Nhà con có con chó mặt y nha bóc bé luôn. Em mua từ cái phá lớn 45 ngàn. Sao nàng mua hai chai con ta bự. Cái lon xịt đâu? Đang đi việc lắm, kia. Đừng để nó ở đây đâu. Salim hả? Tại vì Salim? Salim. Bạn à, hỏi em Giang là Salim hả? Salim gì? Không có Salim là gì. Tưởng đâu đi chờ Salim, chờ Salim ai mà. Mà chẳng nó khùng. Chờ, ý là dùng đi chờ rồi chờ Lục Hoa đi mất mới đi Salim. Bạn thôi là Salim hả? Salim hả? Salim gì? Đi học thì chúng ta chơi quá rồi vì ăn sướng mồm vào đấy. Mà tán là hội đồng quản trị mạng Facebook. Hello các bạn ơi, sau đoạn thời gian một ngày cuối tuần của anh em tụi tôi thì tiết mục ẩm thực tới đây thì coi như kết thúc. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn đăng ký kênh like, subscribe để ủng hộ Dũng Binh Vlog cùng tem nhá. Vậy thôi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Tạm biệt. Rồi ăn tiếp tục ăn thôi. Chưa ăn xong, chưa ăn xong. Chưa ăn xong. Sao làm chẳng được à mẹ yêu. Khăn mặt đâu rồi mà cười em yêu má rồi đâu. Mắt rồi lại khóc mẹ mẹ hồ. Khoan, khoan, khoan. Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Thôi. Tiến không ăn cá biển nữa sao? Anh đại dơ quá. Anh đại dơ luôn á. Ủa thằng Hoa mập đâu? Không có à? Có cái chim ớt đi, ớt đi. Chuông kìa. Nè, ớt chuông nè. Má tụi đó nó ăn đồ ăn bóc vào tay à. Mà chuyên ăn đồ cà ri không à. Mấy cái thằng đó mà qua mình á, bắt nó ăn chó lòng mà bằng tay á. Nham nè. Cao thủ giật môi. Hai cao thủ giật môi. Chưa rời bàn luôn. Phút 89 rồi chưa rời bàn nữa. Gồng quá gồng luôn. Ốc ruột. Này hỏi có gì bệnh không nữa không? Giờ hiểu rồi. Này ra là cái ghế này của em nha. Của em nha. Ba thành viên diệt mồi. Chưa xong. Bò bò qua. Trộm gì vậy? Thử thử ngọt không? Hình như không ngọt. Chị tin thấy ngọt ra ngoài quán mua ngọt. Chưa ngọt luôn, miếng nữa đã. Ngọt chưa, ngọt chưa? Ngọt chưa, ngọt chưa? Ngọt rồi. Khi phú chủ lên đèn thành phố. Xin biến bịch cụ. Đêm thành phăng phan. Thầy mẹ đưa em về nơi chú ngủ.